cho các bạn. Hôm nay Taylor sẽ dẫn các bạn đi một cái tiệm ăn, cái tiệm ăn chơi ở bên Beaverton. Ở cái tiệm tiệm này gọi là Two Hand Hot Dog. I think it's called Two Hands. Two Hand. Cái này là cái tiệm corn dog, nó làm của kiểu giống như Hàn Quốc á. Ở trong đó nó có sausage với lại corn dog, yeah. Fresh corn dog. Fresh corn dog. Two hands fresh corn dogs. Okay, cái tiệm này nó lúc nào cũng có nhiều người đứng đợi hết. Đó, tôi thấy cái cửa lên, chạy tới cái cửa là đã thấy có người đứng đợi mà trước cửa nè. Đi qua đây mình đi mua cái corn dog, để là Two Hand, cái tiệm tên là Two Hand Fresh Corn Dog ở Beaverton. Thì là sẽ lấy cái địa chỉ ở trên cái màn hình. Có gì nếu mà các bạn thích, có con em mà thích đi ăn cái hot dog này á, địa chỉ là 2055 Northwest 185 Avenue, Hillsboro, Oregon 97124. Đây là chỗ cái tiệm Two Hand Fast Corn Dogs nè. Oh, I could have parked right in front. Oh yeah, you want me to stand here and you go get the car? No, fine. Bây giờ là mọi người đứng đây ra xếp hàng đợi đi vô mua. Cái corn dog này thôi là ăn thử rồi, nó có, mình có thể chọn con nửa phô mai, con nửa xúc xích ở trong á, ăn rất là ngon. Cái bột nó dai dai, nó có bột nếp ở trong, nó ăn rất là ngon. Hai mẹ con đi mua đồ ăn chơi thứ bảy. Thế là lại đây, thế là quay cái menu. Chim hen, sprinkle, spicy, classics. Thế là mua cái thịt thí đồ nè, cái spicy dog nè, cái crispy rice, American classics. Wow, rất là đông luôn nha. Ở trong cái tiệm đó, người ta vẫn đứng đợi trong cái tiệm đó. Mở cửa là từ 12 giờ thứ hai cho tới thứ bảy chủ nhật luôn, 12 giờ cho tới 6 giờ chiều. Thì bây giờ gần tới cửa nè, gần được đi vô rồi nè. Ở trong thì có hai cái bàn nhỏ xíu mà không biết có ngồi được hay không. Yeah, but I like the crispy rice. Crispy rice one is good. Yeah, it's like crunchy. Hôm nay sẽ mua, hay là sẽ mua 5 cái, một hộp 5 cái mega box. This one is spicy. No, that's a classic dog. Oh, classic dog. Okay. Thế là sẽ mua cái hộp này nè. Hộp này nó có 5 loại trong đó. Nhưng mà thế là sẽ đổi ra một cái two hand đó. Một cái đầu tiên nó không thích, phải đổi ra. Cái này ngon. Nó trồng lên nồng lắm vậy. Giờ đi vô được trong cái tiệm nè. Wow, trong sắp hàng đông quá trời. Rồi ở đây trong tiệm nè, mấy người đứng bên đây là mấy người đợi, còn đợi lấy đồ ăn. Mấy người order trên online á, người ta đứng đây người ta đợi để lấy. Còn mấy người đứng trước đây là order, hay là vô tiệm hay là order, thì mình ngồi ở cái bàn đó mình đợi. Cái hộp corn dog hồi nãy mà two hands corn dog hồi nãy mình ra, thế là vô order nè. Bây giờ đem ra ngoài xe nè, nó cho mình kêu mấy cái sauce này mình bỏ vô cái hộp này on the side để cho mình dễ chấm á. Còn nếu không mà nó cho lên cái hot dog, cái corn dog này á, nó dơ lắm. 5 cây corn dog. Cái corn dog này ăn rất là lạ miệng luôn nha. Nó không có giống như là hot dog của Mỹ. Ăn rất là ngon. Rất là dễ ăn luôn. Rồi bây giờ Taylor sẽ đi thêm một vòng nữa. Mình sẽ đi qua cái tiệm Mochi Nut. Mình mua cái donut này, cái cũng rất là ngon. Nó làm cái lạ, nó làm cái kiểu lạ lắm. Nó làm cái kiểu rất là dễ thương. Rồi bây giờ Taylor sẽ đi vô cái tiệm Mochi Nut. Đang đợi đèn xong rồi mình đi vô cái tiệm donut.
Jean Hut. Đây. Mới vô mua được cái hộp đơn nhất rồi nè. Để dễ thương ghê chưa luôn. Wow. Quá ơi là đẹp luôn. Rất là dễ thương. Mai mốt thì là sẽ chia sẻ cái công thức làm cái bánh này nha. Ở tiệm này không có đông người. Tiệm hồi nãy mình đợi là khoảng chừng 1 tiếng rưỡi mới mua xong cái 5 cái con đó kia. Vô đây vô mua chút xíu rồi tới có rồi. Nó gọi là Walker Center. Taylor sẽ để cái địa chỉ cái Mochi Nut, cái tiệm Mochi Nut nó cho cái màn hình, thì các bạn nếu mà có nhu cầu đi qua muốn ăn thử á, thì mình ăn thử nha. Cái bánh này cũng rất là ngon, nó không có ngọt lắm. Rồi bây giờ Taylor về tới nhà, mình sẽ mở hai cái hộp và corn dog, một cái hộp corn dog nè, có 5 loại trong đây nè. Cái này là của, để là cái hộp là two hand fresh corn dog nha các bạn. Thì cái loại corn dog này thôi là ăn thấy ngon, thế là muốn chia sẻ cho các bạn nào mà có con em nhỏ nhỏ mà thích đi ăn vặt mấy cái món ăn chơi giống vậy nè, thì mình đi ăn thử cái món này. Thì theo là ăn cái này qua rồi thì thấy cũng rất là ngon. Thì các bạn thấy cái hộp nè, cái hộp nó rất là dễ thương, giống như cái hộp pizza. Mình có thể mở lên cái hộp này, nó rất là dễ thương, mình cầm lên giống như là có cái tay cầm ở đây nè, mình đậy lại, đậy lại xong rồi mình cầm rất là dễ luôn, rất là dễ thương nè. Đó, thấy dễ thương không? Bây giờ mấy cái tiệm á, mấy cái tiệm này nó focus vô cái packaging lắm, là nó làm cái mấy cái hộp đẹp đẹp là người ta thích, là ta nhìn vô người ta thích. Mà cái bánh này á thì nó cũng dễ ăn, nó không phải là kiểu giống Mỹ, này là kiểu Á Châu cho nên ăn rất là dễ, không có bị ngán. Mà nó cho, nếu mình muốn nước sauce riêng á thì mình phải nói nó trước để riêng giống vậy đây. Để hai hộp riêng ra vậy nè. Còn nếu không thì nó bỏ lên, nó bỏ lên cái corn dog luôn mình ăn á, thì nó hơi dính tùm lum. Thì ở đây thay là nó có cho thêm cái chấp mustard. Mình không thích thì mình không cần bỏ lên, nhưng mà cái này bỏ lên ngon lắm. Và bây giờ thay là sẽ thử một cái. Còn ở bên đây là cái hộp mochi donut ở tiệm Mochi Nut. Thay là sẽ để cái địa chỉ của hai cái tiệm này lên cái màn hình. Thì nếu mà bạn nào mà thích ăn vặt giống như Taylor, hoặc là muốn try thử mấy cái bánh mới này á, thì mình cũng có thể đi mua, rất là đẹp luôn. Cái này là Taylor ăn để mình rút kinh nghiệm, để coi mình có cái món mới, để mình ra cái món mới cho các bạn. Đây, cái mochi donut rất là dễ thương. Nó làm 8 cái viên nhỏ nhỏ, xong nó gáp thành một cái bánh. Trong đây nó có 6 vị nha. Thì mỗi tuần á, thì nó đổi, thay đổi cái vị khác nhau, cho nên tuần này thì nó có 6 vị này, rồi tuần sau nó thay đổi nữa. Cái tiệm donut á, thì mình đi á, mình không có cần phải đợi lâu. Còn cái tiệm con dog á, thì mình đợi rất là lâu luôn. Mình đợi đứng vô cửa, nó sắp hàng dài ra ngoài đường, và sau đó mình vô trong đó mình order, xong mình còn phải đợi cái này nó làm, nó vô đó mình order rồi nó mới làm. Thì mình có thể order là cái tùy theo cái loại phô mai hay là cái loại cheese. Cái phô mai ở trong á, mình thích phân nửa phô mai, phân nửa sausage á, hoặc là mình muốn hết hot dog ở trong, hoặc là mình muốn hết cheese ở trong cũng được. Rồi bây giờ Taylor là sẽ chia sẻ, mình ăn thử và sẽ chia sẻ nha. Taylor là sẽ ăn thử cái này là crispy rice nè. Nó ở ngoài á, nó giòn giòn.
Rồi Taylor sẽ ăn thử cái này, nó có hơi nó có tẩm tí đường ngoài xà ngoài xin nè. Rồi Taylor cắn thử nha. Nó trên trên nó có phô mai mozzarella. Ở dưới nó có sausage. Cắn vô á thì ở ngoài cái đường nó ngọt. Rồi thêm mấy cái cục mà ở ngoài nè. Nó giòn lắm. Rồi ở trong thì nó có phô mai nè. Rồi mình cắn phân nửa cái cây corn dog này á, mình mới thấy cái sausage. Cái cheese xong rất là ngon. Để coi đây là rút ra. Rồi nó chỉ gắn trong cái chiếc đũa giống vậy thôi. Mình bẻ ra làm hai. Khúc này thì nó có sausage. Sausage nè. Cái sausage này ăn cũng rất là ngon nha, thơm thơm. Cái bột ở trong á, nó dẻo dẻo, dai dai. Tại vì có bột nếp á. Cho nên ăn giống cái taste của cái người Á Châu của mình. Ăn nó không có bị ngán. Và nó không có bị giống như nhiều cheese quá là nó bị ngán. Cái sausage này còn trong đây là phô mai mozzarella, mình có thể gọi phô mai cái loại khác là cheddar cũng được, mà cái này nó ăn rất là ngon. Rất là dễ ăn. Rồi hồi nãy Taylor ăn cái crispy rice rồi, bây giờ mình thử cái này nha. Cái này là spicy, này là spicy, nó cũng giống vậy luôn. Ở bên trên thì nó có mozzarella cheese, còn ở dưới nó có corn dog và nó có cái sausage ở phía bên trong. Rồi mình cắn thử miếng nha. Nếu mà mình thích ăn sauce đó, thì mình chấm vô thêm, nhưng mà Taylor thấy nó vậy là ăn ngon rồi. Phô mai phân nữa thì nó cũng có sausage giống vậy. Phô mai này rất là ngon. Nó cũng giống như bột. Nó không có bị ngán, nó không có béo lắm. Cái bột ở ngoài nó giòn giòn. Còn cái bột đã đỏ này á là cái chip mà chisto á, nó cay cay. Cũng rất là hấp dẫn luôn. Tôi vừa mua 3 loại. 2 cái cây spicy, 2 cây crispy. Cái crispy á, ăn ở ngoài nó giòn lắm. Còn cái bột không này thì nó cũng ngon. Nó không có giống như cái bột corn dog ở ngoài chợ mình mua ăn. Ăn này theo lịch chuẩn bị thêm một cái ly trà. Wow. Rất ngon. Bây giờ mình thử luôn cái loại thứ ba luôn nha. Thì là thấy là hai cái loại crispy rice với lại cái loại spicy này, hai cái cây này là ngon lắm nha. Thì nếu mà các bạn đi, các bạn order hai cái loại này thì Taylor là thấy là rất là thích rồi đó. Còn cái loại này là cái loại bột gì của nó có đường ở ngoài. Nó cũng thay là đã order nữa sausage nữa phô mai luôn. Rồi bây giờ mình thay là mình ăn thử luôn cái loại này nha. Cái này nó không có làm sẵn. Cái này mình vô mình order nó tự nó mới làm. Đúng rồi.
nguyên cục chi dưới trên. Cái này cũng ngọt ngọt ngon ngon, rất là dễ ăn á. Cái chi mozzarella nè, ăn nó ngon lắm, nó không có béo, cũng giống như bột vậy đó. Cái địa chỉ của cái tiệm đó ở đây nè các bạn. Đó, một cái con dog giống vậy là 4 đồng 99, hay là order 5 cái. Rồi, bây giờ mình thử cái mochi nut nha, cái mochi donut nè. Đó, cái hộp mochi donut thì nó làm cái hộp cũng rất là đẹp luôn. Ở đây rất là đẹp. Ở trong đây có 6 loại. Thì ba cái loại con dog á, cái loại nào cũng ngon hết các bạn ơi. Hay là thích cũng cái nào cũng thích á. Hay là tưởng đâu mà mấy cái này em khó ăn, nhưng mà thật ra nó rất là dễ ăn. Giờ mình try thử cái original nè. Thì nó làm 8 cái cục bột như trên tròn tròn giống nhỏ đây nè. Cái nó dính làm dính lại nè. Nhìn rất là dễ thương luôn. Rồi, mình có thể xé ra từng cục mình ăn, hoặc là mình cắn vô cũng được. Đó, cái bột ở trong nó dẻo dẻo. Đó, mình xé ra từng cục. Cái này cũng giống như cái bánh tiêu hoặc là bánh giò cháo quải của mình vậy đó. Nhưng mà cái này nó bỏ thêm miếng đường ở trên cho nó ngọt ngọt sơ sơ vậy thôi. Không có ngọt lắm. Cái mùi này là original, không gì hết đó, chỉ có miếng đường ngọt sơ trên thôi. Và thay lời thử cái strawberry nha. Strawberry nè. Strawberry này của mình cũng xé ra cái, mình xé ra ăn nó vui hơn là mình cắn vậy. Đó, đây là cái cục strawberry. Dẻo dẻo, không ngọt lắm. Ăn này uống trà hoặc là uống cà phê. Rồi cái này là cookie and cream. Cookie and cream nó có để cái một cái cây cây gì ta, cái bánh có thêm cái đường ngoài thay là quên mất rồi. Nhưng mà nó có để thêm cái bánh, cây bánh cream ở đây nữa nè. Rồi bây giờ mình cũng bẻ ra mình ăn thử nha. Cái cookie and cream này á, thì Taylor thích, tại nó cũng không có ngọt lắm. Đây, ở trong cái bột nè, giống như là cái bánh tiêu hoặc là cái bánh tiêu hoặc là bánh giò cháo quải gì, hoặc là cái bánh mì ngọt chiên lên vậy đó. Ăn rất là hấp dẫn. Còn đây là cái churro. Churro là cái bánh giống như bánh của Mỹ á, cái mùi cinnamon với là mùi đường. Rồi thế là cũng ăn thử luôn nè. Rất là ngon. Thơm quá. Cái này là mình ăn mình uống trà là perfect luôn á. Cái này nó có bỏ cái Rice Krispies ở trên, ăn nó giòn giòn. Bột ở trong mềm lắm, mềm mà nó nhạt tưng à. Nó giòn giòn, ngọt sơ thôi, không ngọt lắm. Con em mình trong nhà là mấy đứa nít á, nó khoái mấy cái này lắm. Còn cái này nãy đó là taro á các bạn, là khoai môn á. Cái này là khoai môn. Cái mùi này giống mùi khoai lang tím hơn mùi khoai môn. Đó, Taylor thấy cái con dog này là ăn được nha. Cái con dog này á, mình vô tiệm mình ăn, mình order, hoặc là mình có thể order online rồi mình tới đó mình pick up. Nếu mà order online thì tới đó pick up thì nó dễ hơn, tại mình không có đợi trong get in line, mình đợi sắp hàng ngoài sân. Vì lần đầu tiên thôi là mà đi cái tiệm này á, bé Tiffany thì đi rồi, cho nên mua về nhà ăn thì là thấy thích, rồi thì là muốn quay lại để mua để review cho các bạn
để mình có thêm một cái món gì mà lâu lâu mình đi ra ngoài mà mình không có cái gì biết ăn cái gì đó, hoặc là mình đi tới gần gần tới cái tiệm đó mình cũng muốn ăn thử mấy cái món này. Cái này là của đặc Hàn Quốc, cái món con đó này là của Hàn Quốc, cho nên á mùi vị ăn rất là dễ, không có giống như là con đó của Mỹ. Con đó của Mỹ thì nó hơi béo hơn, nó có nhiều dầu ăn ngán. Cái này thì là thấy là Taylor ăn rất là thích luôn, cho nên Taylor muốn giới thiệu với các bạn. Thì nếu mà mình có đi ngang á thì mình ghé mua thử ăn thử coi thích không. Taylor muốn giới thiệu cho các bạn cái bánh con dog ngày hôm nay. Ăn thì Taylor thấy cũng rất là dễ ăn, và mình lâu lâu mình đi ra ngoài mình muốn ăn thử mấy cái món mới ngoài á. Taylor xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.